giờ nó mới thanh to vô coi nè, ăn hiếp tao. Trời ơi trời, cái con nhỏ này cái gì mà nó vừa đi vừa khóc dữ vậy bay. Không biết đâu, không biết vụ gì, cái vụ gì kia ăn hiếp em kìa. Ai ai hiếp mày? Ông đằng kia kìa, mày đi đâu tao. Ai? A few moments later. Ai ai hiếp mày? Đâu đứng vậy coi, ai đâu? Rồi rồi, tới công chuyện này. Tao nè, mày muốn gì? Ai gì tao đi quýnh mày. Mày rồi giờ biết tại tao. Trời ơi, con nhỏ này cái gì nữa vậy trời? Đi ra ngoài ghẹo ai nữa hả vậy nè? Hả? Không biết đâu, không biết anh. Anh xử nha cái này vụ này đi à, em không chịu đâu à. Cái vụ gì nữa vậy? Anh coi á, em đi dọc đường em thấy ba để cái bảng bán sầu riêng bao ăn, em vô em ngồi em ăn. Ăn xong rồi em đi về, bả đánh em đâu cũng bắt gì nè, bả kêu em phải trả tiền. Thánh thần đi mẹ ơi. Nghĩ sao mày ăn sầu riêng người ta mà mày không trả tiền? Quýnh mày nâu u mắt là đúng rồi. Đúng này, tất cả đều đúng. Đúng đúng. Chứ anh coi phải để cái bản trà bá đó. Sầu riêng bao ăn thì em vô em ngồi em ăn. Chứ em đâu có biết đâu. Mà hả, ngon thiệt anh Bạch. Sầu riêng mở bán công nhận ngon thiệt quá trời ngon luôn anh Bạch. Ngọt quá trời ngọt luôn. Trời đất quỷ thằng ơi, mày đừng có báo. Mày báo tao biết mày quý mệt hả?